Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chuyên mục tuần này sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cần sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng điện và nước tại các khu tái định cư trên địa bàn Cam Lộ phục vụ dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Thông tin tiếp nhận thư của bà Nguyễn Thị Thanh ở khu phố 7 thị trấn Hồ Xã, huyện Vĩnh Linh. Cần phải làm gì khi lỡ vay tín dụng đen với lãi suất cao? Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ, nhiều hộ dân của huyện Cam Lộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng và được bố trí đất ở tại các khu tái định cư. Tuy nhiên hiện nay, hạ tầng những nơi này vẫn chưa hoàn thiện, khiến cho các hộ dân gặp khó khăn trong đời sống, sinh hoạt. Thực hiện chủ trương của tỉnh, gia đình chị Phạm Thị Xuyên đã bán giao nhà, đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ và về khu tái định cư xã Cam Hiếu để xây dựng nhà ở mới. Chị cho biết, gần 2 tháng qua, dù nhà ở đã dần được hoàn thiện, song gia đình chị gặp khó khăn do chưa có điện, nước, sinh hoạt. Gia đình tôi đã xây xong phần thô rồi. Và thời gian từ lúc khởi công đến là hơn 2 tháng rồi. Mà tới nay thì điện thì vẫn chưa có, nước thì cũng không. Và trong quá trình làm nhà thì cũng phải bắt điện nhờ những nhà dân xung quanh đây, rất là khó khăn. Đây cũng là tình trạng chung của các hộ dân ở khu tái định cư Cam Hiếu, khi hiện nay rất nhiều hộ đang triển khai xây dựng nhà ở nhưng không có điện để phục vụ thi công mà phải kéo nhờ đường dây từ các hộ xung quanh khu tái định cư hoặc điện từ trạm phát của đơn vị thi công. Hiện tại là tại khu tái định cư thì họ mà gần sống rồi mà điện đường nó bụi bặm quá, mà chứ trước mắt thì phải có điện về nước cho dân nữa đó, họ sử dụng. Phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cửa để có nơi ở mới ổn định cuộc sống sau khi đã bán giao nhà, đất tại nơi ở cũ để thực hiện dự án đường cao tốc. Nhiều hộ dân phải xin đổ nổi điện từ các hộ xung quanh khu tái định cư với đường dây tạm bờ dễ xảy ra cháy nổ, mất an toàn. Nhiều hộ dân đến khu tái định cư cũng đã bỏ ra 10 mấy triệu đồng để khoan giếng, nhưng nguồn nước này bị nhiễm bùn nặng nên chỉ dùng được cho xây dựng. Còn nước sinh hoạt vẫn phải mua nước đóng bình, rất tốn kém. Đi mua nước uống cứ 3 ngày là họ chở một xe nước vô cấp không đủ. Ảnh hưởng có đời sống ăn ở nó vô trường ấy thì nóng. Nhà tôi cũng như mấy hộ gia đình đây là có khoan giếng để sử dụng tạm để cấp nước để mà phục vụ quá trình xây dựng. Nhưng mà nước là đục và hầu như là chỉ sử dụng được trong việc xây dựng thôi, còn uống và rửa ráy là không được, tốn kém và khó khăn rất là nhiều. Cá nhân tôi cũng như là những hộ dân ở đây thì có kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền là đề nghị giải quyết vấn đề điện nước cho người dân ở khu tái định cư để đảm bảo cuộc sống và cũng như là quá trình ổn định định cư của người dân ở đây ạ. Ba khu tái định cư trên địa bàn huyện Cam Lộ gồm khu tái định cư xã Cam Hiếu, khu tái định cư xã Cam Thủy và khu tái định cư xã Cam Tuyền có tổng diện tích gần 16 ha, là nơi ở mới của 131 hộ dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ. Đến nay, người dân tại các khu tái định cư đã dần hoàn thiện nhà cửa, các công trình phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên, việc các hạng mục hạ tầng như điện, nước, đường giao thông chưa đồng bộ khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, do phải thực hiện một số điều chỉnh về hướng tuyến, bổ sung giải pháp thiết kế so với phương án thiết kế đã được phê duyệt, nên thời gian hoàn thiện hạ tầng điện, nước sinh hoạt tại các khu tái định cư này kéo dài. Hạng mục điện thì huyện đang chỉ đạo để nhân tiến độ để thực hiện trong cái thời điểm chưa đấu nối được cái hệ thống điện thì huyện đã là chỉ đạo đơn vị thi công và điện lực đã tạm thời đã bắt điện cho các hộ gia đình để phục vụ là xây dựng khu tái định cư, nhà ở tại khu tái định cư. Riêng phần nước thì để mà giải quyết cái hệ thống nước sạch thì huyện đã là đề nghị cho đấu nối với cái tuyến nước của nhà máy nước Cam Lộ nước sạch
để đảm bảo về sức khỏe cho bà con nhân dân trong quá trình sinh hoạt tại các khu tái định cư. Thì cái việc đấu nối cũng như là việc thi công cái tuyến đường ống dẫn đến khu tái định cư nó có một số cái vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt là vì nó đi theo men theo quốc lộ 9 mà cái tuyến đường này là do cái khu quản lý đường bộ của trung ương quản lý, cho nên là việc xin đấu nối cũng là rất là phức tạp, có nhiều cái khó khăn để mà hoàn thành cái thủ tục. Thì huyện đang làm và đang đề nghị tỉnh đang điều chỉnh lại cái hướng tuyến để nó phù hợp với cái thực hiện cái công tác thi công và cố gắng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành sớm phục vụ nước sinh hoạt cho bà con. Thì hiện nay là huyện đang xin chủ trương ủy ban tỉnh và đợi tỉnh có cái chủ trương đồng ý thì huyện sẽ là đẩy nhanh tiến độ thi công. Có thể thấy việc đảm bảo bố trí đủ quỹ đất cho nhu cầu tái định cư cũng như các quyền lợi liên quan là yếu tố quan trọng để người dân tin tưởng đồng thuận với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư trong thời gian tới. Vì vậy, chính quyền địa phương cần có sự quan tâm, đốc thúc các đơn vị thi công sớm hoàn thiện hạ tầng của các khu tái định cư, giúp người dân sớm ổn định chỗ ở mới. Trong tuần, ban biên tập chuyên mục hộp thư truyền hình nhận được thư hỏi của bà Nguyễn Thị Thanh ở khu phố 7 thị trấn Hồ Xã huyện Vĩnh Linh về việc bà cùng với những người khác tham gia cứu người dập lửa khi xảy ra cháy kho hậu cần đơn vị E270 đậm tại thôn Nam Phú, xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh vào đêm 17 tháng 8 năm 1967. Tuy nhiên, lại không có trong danh sách 10 cô gái Nam Phú, Vĩnh Nam được tặng huy hiệu. Bà Nguyễn Thị Thanh thân mến, về nội dung này, bà nên trực tiếp hỏi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Linh để được hướng dẫn và trả lời. Xin thông tin đến bà. Quý vị và các bạn thân mến, có rất nhiều người lỡ vay tín dụng đen với lãi suất cao, khốn khổ trả nợ từ năm này qua năm khác. Nhiều trường hợp xin khoản lại để trả nợ gốc nhưng không được chấp thuận. Vậy trong trường hợp này, người dân phải làm như thế nào? Sau đây là tư vấn từ chương trình. Cho vay lãi nặng là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. Theo khoản 1 điều 2 Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP thì cho vay lãi nặng là trường hợp bên cho vay cho bên vay vay tiền với mức lãi suất gấp 5 lần trở lên mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 điều 468 Bộ luật dân sự 2015. Khoản 1 điều 468 của Bộ luật dân sự 2015 quy định về lãi suất như sau. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20% mỗi năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn theo quy định tài khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. Như vậy, việc người dân nhỡ vay nặng lãi có quyền nộp đơn khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền để được tính mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật. Phần tiền lãi vượt quá mức quy định sẽ được khấu trừ vào khoản nợ gốc mà bạn của bạn đã vay của người đó. Tuy nhiên, phần nợ gốc còn lại sau khi đã khấu trừ, người vay phải có nghĩa vụ hoàn trả lại cho đối tượng, tổ chức mà người vay đã ký kết, thỏa thuận vay mượn. Đến đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này. Quý vị và các bạn có những vấn đề cần phản ánh, xin gửi đến Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị tại địa chỉ 105/2 đường Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị hoặc qua fanpage Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Để thuận tiện cho việc nắm bắt thông tin, quý vị và cả bạn vui lòng gửi văn bản đính máy, các hồ sơ, tài liệu kèm theo và số điện thoại liên hệ. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.